Nguy Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹp và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyên Khôi và xin chào tới ngồi tất cả quý vị. Thưa quý vị, Hoàng Tuấn vẫn phụ trách tiết mục trả lời thi tín. Chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều quý vị khán thính giả khắp nơi đã gửi email về. Có một số chúng tôi sử dụng được, có một số không sử dụng được thì chúng tôi cũng để đó xem tham khảo thêm. Và chúng tôi cũng xin đặc biệt là cảm ơn có một số vị ở trong nước đã xem được và gửi email ra, bảo rằng là nhờ quý vị ngoài này nói nhiều vô, nói mạnh vô để cho bà con ở hải ngoại biết rõ hơn cái bản chất của cái chế độ cộng sản. Chứ ở trong nước thì người ta biết quá rồi, nhưng mà ngoài này thì có người biết có người không. Thì chúng tôi cũng xin cảm ơn lời nhắn nhủ của quý vị, và chúng tôi cũng cố gắng hết sức mình. Cũng xin phép nhắc lại là chúng tôi cũng không muốn giữ cái chương trình này lâu nha. Nó xong lẹ lẹ đi, không còn vẹm nữa. Và thưa quý vị, cũng có một có nhân chúng ta đang ở trong mùa tháng 4 thì có một người có cho chúng tôi có một ý kiến là chúng tôi thấy cũng rất là có lý, là như thế này. Hồi xưa đó người ta bảo là cái chế độ Mỹ Ngụy là cái chế độ nó bóc lột, cho nên người ta mới giải phóng miền Nam. Thì chế độ bây giờ không có bóc lột, hồi xưa nó bóc nó lột, còn bây giờ nó bóc là nó lụm luôn. Cho nên nó nhanh gọn hơn. Cái thứ hai nữa đó, chế độ Mỹ Ngụy là chế độ nó kìm kẹp. Khi mà Mỹ đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào đó, thì Mỹ nó đi nó đem cái kìm cho cái kẹp đi. Nhưng mà nó để lại cái eto. Và cái eto bây giờ đảng và nhà nước đang dùng cái eto. Siết đó hả anh? Cái eto thì đó là... cái eto thì anh biết là nó mạnh hơn cái kìm cái kẹp. Cho nên bây giờ chúng đảng và nhà nước Việt Nam không có kìm kẹp nhân dân nữa mà xài eto thôi. Cảm ơn ý kiến của quý vị. Rồi bây giờ mình bắt đầu đọc báo ha. Rồi. Vâng thưa quý vị, cái bài báo đầu tiên thì thực sự là cái nội dung thì cũng không có gì, bình thường thôi, nhưng mà có một cái chữ ở đây và chúng tôi đọc lướt qua thì chúng tôi nhớ ra một điều là hình như là nhiều khi chúng ta dùng chữ mà cứ quen đi, nó thành cái thói quen mà khi máy móc nó không có đúng. Cái bài báo của tờ Lạng Sơn tên là thực hiện cải cách thủ tục hải quan ở Lạng Sơn. Thì trước hết là Lạng Sơn thì có biển, cho nên nhiều khi chúng tôi nghĩ là ở hải quan thì nhiều khi có những cái cửa biển đó, những cái hải cảng. Lạng Sơn ở miền núi mà anh, đâu có biển anh. Có biển bên tay phải chứ. Có không? Có biển bên tay phải. Là trên biên giới giáp. Biên giới bên trên thì giáp Trung Quốc, nhưng mà bên tay phải thì có biển. Nhưng mà không có cái hải cảng nào nổi tiếng ở Lạng Sơn cả. Thế nhưng mà cái điều mà chúng tôi quan tâm ở đây đó là những cái cửa gọi là cửa khẩu đó, chẳng hạn như là cửa khẩu Hữu Nghị, rồi cửa khẩu quốc tế Ga Đồng Đăng, đường xe lửa đó, thì đều là trên bộ cả, mà dùng chữ hải quan. Và Hoàng Tuấn cũng như quý vị cũng đều biết là ở ngay phi trường người ta cũng dùng chữ hải quan. Thì thường thường mình nói tới cái vấn đề mà thuế, hải quan thì nó vấn đề thuế, đánh thuế và kiểm tra thuế. Thì ngày xưa thời Việt Nam Cộng Hòa đã dùng cái chữ quan thuế. Quan thuế thôi. Dạ vâng. Tức là thuế đánh ở những cái cửa khẩu đi vào dưới bất cứ hình thức nào, đường bộ, đường biển hoặc là trên máy bay đi xuống. Nhưng mà ngày hôm nay mà nếu mà ở những cái chỗ đó mà dùng chữ hải quan á, những cái cửa khẩu như vậy mà dùng chữ hải quan á, thì nó không có thích hợp phải không? Cho nên nhiều khi cứ theo cái thói quen này rồi chỗ nào cũng hải quan cả. Thế thì bây giờ thì thay vì dấu hỏi thì chúng ta sửa thành dấu ngã. Tại vì đó là hải quan, tức là gặp mấy quan này hải lắm. Nhưng nói về chuyện chữ nghĩa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn một vị đã gọi điện thoại góp ý, là người ta nói như thế này. Vị đã nói như thế này: cái người cộng sản người ta hay nói cái chuyện là chữ thuần Việt, là phải dịch qua tiếng Việt chứ không được nói theo cái chữ của nước ngoài. Ví dụ như là cái hội Hồng Thập Tự thì người ta bảo là chữ thập đỏ. Nhưng mà cái điều rất là trái khoáy và tức cười ở cái chỗ này: thủy quân lục chiến người ta gọi là lính thủy đánh bộ. Đúng rồi. Thì vẫn chưa như được thủy phải không? Vẫn đánh còn bộ, chữ thủy cho nên phải gọi là lính nước thì nó mới đúng. Đánh đất. Đánh đất. Chứ còn nếu mà đã bảo là thủy, người ta bảo thủy quân lục chiến, mà mình dịch là lính thủy đánh bộ cũng chưa có ổn, bởi vì chữ thủy nó vẫn còn. Đúng rồi, ngay cả cái chữ mà hội chữ thập đỏ mình cũng không được gọi chữ thập nữa, mà phải gọi chữ mười đỏ. Chữ mười đỏ, đó nó mới đúng. Nhưng mà sợ chữ mười nó trúng, nó chỉ huy nè. Thưa quý vị, chúng tôi có một cái bài báo như thế này. Quý vị để xem thử là ở Việt Nam dân chúng có được đảng và nhà nước tôn trọng hay không nha. Bài báo này của một người trong nước gửi sang, và chúng tôi cũng xin thưa với quý vị rằng tất cả những cái tin tức quý vị gửi thì chúng tôi chỉ thông báo là có người gửi sang thôi, chứ còn tất cả những cái chuyện này hoàn toàn bí mật nha. Quan xã coi thường đại biểu quốc hội. Bà Phạm Thị Loan là đại biểu quốc hội khóa 12, đoàn đại biểu thành phố
đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, vừa có văn bản gửi ông Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình và ông Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, phản ánh việc bà bị lãnh đạo một xã trong tỉnh này tỏ thái độ coi thường, đe dọa và có hành vi giam lỏng không cho bà rời khỏi địa bàn. Đại biểu Quốc hội đó nha, mà đi về xã mà bị như vậy thì tình hình nó như thế nào? Theo phản ánh của bà Loan thì khi đi tham quan, ai kêu bà tham quan làm gì, người ta đang từ tham quan ô lại mà bà đi tham quan. Khi đi tham quan mẫu đầm đa ở xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình, bà đã nhận được 2 lá đơn của người dân tố cáo nhiều hành vi lạm dụng quyền hành, lấn chiếm đất công, cũng như hành xử không đúng mực của lãnh đạo xã này. Sau khi tìm hiểu sự việc, bà đã nhờ ông Đàm Ngọc Quang là phóng viên và ông Lưu Văn Vĩnh là trưởng phòng biên tập chương trình đài truyền hình tỉnh Hòa Bình hẹn gặp lãnh đạo của xã Phú Lão để tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, khi bà Loan đang nói chuyện với ông Màu Văn Tiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Lão, thì xuất hiện 2 công an, một người mặc cảnh phục xưng là công an huyện Lạc Thủy phụ trách địa bàn xã Phú Lão và một người mặc thường phục xưng là trưởng công an xã Phú Lão, đòi kiểm tra giấy tờ và yêu cầu bà xuất trình thẻ đại biểu Quốc hội. Trong lúc trao đổi, người tự xưng là trưởng công an đã đòi đánh phóng viên đài truyền hình tỉnh Hòa Bình vì cho rằng người này vừa nói vừa chỉ tay vào mặt mình. Bức xúc. Trước thái độ của lãnh đạo xã Phú Lão, bà Loan định ra về thì phát hiện cổng ngoài của Ủy ban Nhân dân xã đã bị khóa trái. Bà Loan cho biết người ra lệnh này là ông Trần Đình Thú, bí thư xã Phú Lão. Ông Thú cũng tuyên bố đại biểu Quốc hội và đài truyền hình chả là cái gì cả. Sau đó, người tự xưng trưởng công an xã gọi bà Loan vào phòng làm việc, yêu cầu xuất trình giấy điều động công tác và cho người đến chụp ảnh của bà Loan. Khi ông Trần Văn Tiệp, bí thư huyện ủy Lạc Thủy xuất hiện thì ông Trần Đình Thú mới ra lệnh mở cổng Ủy ban Nhân dân xã để cho bà Loan ra về. Thưa quý vị, vì thấy một người là đại biểu Quốc hội đi thăm dân cho biết sự tình, tham quan đó, thăm dân biết sự tình mà còn bị cán bộ xã nó nhốt như vậy, mà nó còn bảo rằng là đài truyền hình với lại đại biểu Quốc hội chả là cái gì cả, thì quý vị cứ thử tưởng tượng dân đen thì như thế nào. Đã đến lúc có hành động quyết liệt. Bài của báo Lao Động: chuyện chi hoa hồng trên đơn thuốc hoàn toàn là chuyện không mới, nếu không muốn nói là đã quá cũ. Vấn đề này đã nhen nhóm ngay từ khi các hãng dược ào ạt nhảy vào thị trường Việt Nam những năm 1990. Cho đến giờ thì việc chi hoa hồng đã trở thành chuyện giao giá sòng phẳng. Đã đến lúc ngành y tế cần có quy định xử phạt những bác sĩ kê đơn thuốc hưởng hoa hồng. Thời gian qua, chuyện chi hoa hồng cho bác sĩ kê đơn thuốc đã được báo chí lên tiếng. Có chi hoa hồng nhưng không bắt tận tay, không có bằng chứng rõ ràng thì làm sao xử lý? Đó là cách mà lãnh đạo các bệnh viện bao biện để né tránh. Từ trước đến giờ đó thì mọi người chúng ta, và chúng ta cũng vẫn hy vọng là luôn luôn là sự thật, những cái câu nói là lương y như từ mẫu. Nhưng mà bây giờ cái xã hội nó suy đồi đến cái độ mà đồng tiền là trên hết. Cho nên thưa quý vị, các vị từ mẫu ở Việt Nam bây giờ cũng hình như cũng thay đổi tính tình. Và ác mẫu. và hình như là từ mẫu thì thường thường là thích hoa hồng. Hoa hồng đây không phải rose, không phải cái hoa hồng đó thưa quý vị. Tại vì nhiều khi các em nhỏ mới lớn á, lớn ở ngoài quốc đó, ở Mỹ chẳng hạn như vậy, xem chương trình này bảo chứ hoa hồng thì quá strong, quá hoa hồng. Anh phải nói là huê hồng. Không, báo đăng hoa hồng, đọc phải đọc thấy báo mà, đọc báo anh. Hiểu không? Hoa hồng ở đây tức là bên này mình, Việt Nam bây giờ người ta có cái chữ khác nó thực tế hơn, là tiền cò. Tiền cò. Hiểu không? Còn ở bên này thì mình gọi là commission chẳng hạn như vậy. Thì thưa quý vị, bây giờ thì đã đến lúc mà phải báo động lên tiếng, là tại vì các vị bác sĩ không phải kê toa cho bệnh nhân, không phải theo cái bệnh đó thì cần cái loại thuốc đó. Có thể bệnh nhân A thì cần cái loại thuốc này cho nó tốt, bệnh nhân B cũng có bệnh đó nhưng mà vì những cái điều kiện khác nhau thì B thì cần loại thuốc này không. Chúng tôi không cần cái chuyện đó, chúng tôi chỉ cần xem là trong cái danh sách này thì cái hoa hồng cái hãng này nó trả cho mình 20%, còn cái hãng kia nó có 10% à, còn có hãng kia thuốc nó tốt thật đấy nhưng mà chẳng có phần trăm nào cả. Tức là chỉ là theo cái huê hồng thôi chứ còn không phải theo cái bệnh trạng của bệnh nhân. Do đó là bác sĩ nha. Còn cơ quan hữu trách là bệnh viện á thì họ, như anh tôi vừa đọc cho anh nghe đấy, là họ nói là có chi hoa hồng, tức là họ biết chuyện nhưng không bắt tận tay, không có bằng chứng rõ ràng thì làm sao xử lý? Thì ít nhất là họ phải có luật, phải không ạ? Bây giờ chưa có luật, chưa có quy định rõ ràng, chẳng hạn bị ra luật rõ ràng, nếu mà bắt được tận tay hay là như thế nào, có bằng chứng rõ ràng đó, thì chẳng hạn xử phạt đi tù, hoặc là xử phạt hành chánh, hoặc là tước cái bằng bác sĩ chẳng hạn như vậy, thì chắc chắn là các bác sĩ sẽ sợ thôi. Còn đây là chẳng có luật, họ bảo tại vì không có bắt được bằng chứng, không có quả tang, cho nên không ra luật. Nhưng mà anh nên nhớ rằng có đi bắt đâu mà bắt được. Thì bởi vậy không có luật sao bắt. Thế là không có điều tra, không làm gì cả. Tại vì trong cái phần mà
huy hồng đó, hoa hồng đó đó, thì thế nào là cũng có tí tí có thế chia phải không ạ? Khỏi được đó là bác sĩ nha. Bây giờ tôi có cái tin này cũng không thua gì. Bây giờ qua dược sĩ. Gần 100 loại thuốc hết hạn được bán cho người bệnh. Đại diện thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trước đó nhiều người bệnh phản ánh khi họ mua thuốc của nhà thuốc này, tức là nhà thuốc Thanh Quý đó, thì đều thấy phần hạn sử dụng trên vỉ thuốc không còn. Chiều ngày 9 tháng 4 thì Sở Y tế mới đến nơi để kiểm tra. Thanh tra Sở Y tế cũng cho biết là số thuốc vi phạm gồm có hàng nghìn viên có công dụng điều trị khác nhau. Một số thuốc đã hết hạn từ năm 2009. Trong số thuốc vi phạm, rất nhiều loại đã bị cắt mất phần ghi hạn dùng. Với loại này, thời hạn quá hạn sử dụng có thể còn lâu hơn, một nhân viên thanh tra nghi ngờ. Hiện số thuốc vi phạm đã được tịch thu, thanh tra Sở Y tế cho biết là sẽ xử lý hành chính với nhà thuốc Thanh Quý, đồng thời có tờ trình lên ban giám đốc sở để xem xét hình phạt bổ sung. Phạt cũng có phạt bổ sung. Thanh Quý là nhà thuốc đã được Sở Y tế chấp cấp chuẩn GPP, tức là nhà thuốc thực hành tốt từ năm 2008, tức là nhà thuốc được cấp chuẩn đó nha. Còn mấy cái nhà mà nó không cấp này. Trước đó ngày 8 tháng 4, do kinh doanh thuốc quá hạn dùng, kinh doanh không đúng mặt hàng ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bán hàng hóa không có giấy phép, một số cơ sở thuộc hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bị Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt hành chính. Và cùng kinh doanh Cyoplex lysine giúp tăng cường cho trẻ, thì cái loại thuốc này đó, thuốc mà dùng cho trẻ em đó, thì đã quá hạn rồi, người ta cũng sửa cái hạn lại để người ta bán. Thưa quý vị đó, và thuốc trị bệnh đó, thuốc trị bệnh đó, hay là thuốc trị bệnh rồi thuốc dùng cho tăng cường sức khỏe cho trẻ em cũng bị như vậy luôn. Trở lại với cái bài báo của Báo Lao Động liên quan tới bác sĩ đó, thì có cái đoạn sau như thế này: rõ ràng Bộ Y tế có thừa quyền để lập lại trật tự về giá thuốc, sử dụng thuốc trong các bệnh viện, nhưng mỗi bệnh viện là một vương quốc riêng và ở đó có rất nhiều chuyện không được sờ đến. Hội đồng thuốc của bệnh viện có hội đồng đàng hoàng nhá. Hội đồng thuốc của bệnh viện đã làm gì khi để một bác sĩ trong một tháng kê đơn một số loại thuốc quá nhiều và có thể dễ dàng tìm ra vị bác sĩ đó kê đơn có ảnh hưởng bởi công ty dược nào? Tức là ý của tờ báo muốn nói rằng là cái chuyện mà điều tra nó quá dễ đi. Chỉ vì các quan ta không làm mà thôi. Mà theo như cái tinh thần cái phát biểu vừa rồi của anh Hoàng Tuấn ấy, là cái hoa hồng này có chia. Nói một cách nôm na là ngu gì làm. Thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng phần 1 của chương trình, xin gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ trở lại với phần 2. Thưa quý vị, Hoàng Tuấn và anh Nguyên Khôi xin phép được trở lại chương trình với phần 2. Và lúc nãy thì chúng ta có nói về cái chuyện một số quý vị khán thính giả có nhắc tới. Chúng ta đang ở trong bối cảnh của tháng 4, gần tới ngày 30 tháng 4 thì nhớ lại những chuyện cũ, những chuyện là, như là bóc lột, bóc lũm hay là kìm kẹp về ế tô. Thì chúng tôi có một cái câu chuyện xảy ra ở Huế và được một vị khán thính giả gợi ý như thế này. Là anh nhớ là ngày 30 tháng 4 đó là có rất nhiều những cán bộ cách mạng, người ta gọi là cách mạng 30, tức là những cái tay mà theo đó mang tàn thôi. Thì lúc đó cũng vờ vịt đeo băng đỏ chạy vòng vòng rồi cũng chạy theo để mà kiếm ăn lấy oai, kiếm ăn làm giống như mình cũng là cách mạng, phải không? Thì có một cái tay này ở Huế cũng cũng ở cái dạng đó, cách mạng 30 tháng 4 thì mới xin vô làm được giáo viên dạy chính trị. Biết gì mà dạy? Thì đó, cho nên là cái anh sẽ nghe cái cách dạy của giáo viên nói như thế này: các em phải biết á, thời kỳ chư á là thời kỳ cách mạng, không phải những cái thời kỳ mà trước năm 1975 là thời kỳ Ngụy. Và thành phố Huế của mình á là một thành phố mà là cũng có truyền thống cách mạng, bởi vì Bác Hồ đó học trường Quốc học. Có không? Thì trong lịch sử của Cộng sản Việt Nam, người ta nói là ông Hồ Chí Minh có học ở trường Quốc học. Thì ông mới nói là, nhưng mà cái điều quan trọng á, cách mạng là chi? Cách mạng là thay cũ đổi mới, là đẹp hơn, là hay hơn, là tốt hơn. Nên chi đó, bữa nay thầy cho các em nào mà có ý kiến á là so sánh trước năm 1975 với sau năm 1975, thời kỳ Ngụy và thời kỳ cách mạng á, thì thầy sẽ cho điểm. Thì có một em đó là: thưa thầy, em có so sánh này. Trước năm 75 á, người ta nói là đi lính, mà chứ là cái là bộ đội. Hay em biết rằng không, lính á là đánh thuế thôi, bộ đội là của nhân dân, chiến đấu cho nhân dân. Em trả nó: thưa thầy, không phải này, bà ngoại em nói lính á là đi chiến đấu thôi, còn bộ đội á là ngoài Bắc đi bộ vô,
thấy cái gì được đồi đem về. Cái là bộ đội. Ông thầy nghe cũng ngắt ngứ à. Tao bảo tâm tình nha. Đổ mồ cái. Nhưng mà thế thấy con một cái nữa nè. Đánh vân á, cũng giống nhau này. Trước năm 75 á thì người ta nói là ca hát ố khô hỏi khổ. Mà chứ á là khờ ố khô hỏi khổ. Thầy biết rằng không? Thầy cũng không biết trả lời. Vâng, biết. Bởi vì trước năm 75 á, người ta khổ mà ta còn ca còn hát được. Còn chứ đó khổ là khổ khờ luôn. Cho nên chứ là khờ ố khô hỏi khổ. Mà trước năm 75 là ca hát ố khô hỏi khổ. Thế thì đó là cái điều khác nhau giữa hai thời kỳ. Chết rồi. Báo An ninh Thủ đô tiếp tới quý vị. Ấn Họa từ điểm tập kết rác. Rác không có tập kết nữa. Nhưng mà anh biết, quý vị... anh biết có một đợt mà tập kết rác lớn nhất á, là anh biết đợt nào không? Đợt nào? Năm 1954. Có một đống rác nó tập kết ra ngoài Bắc á. Rồi sau đó nó lại phát sinh ra, nó lại sau này nó lại tập kết về Việt Nam. Cho nên đất nước mình mới khổ như vậy đấy. Thưa quý vị, người ta đang nói chuyện ngàn năm Thăng Long hôm nay. Thì bài báo này tí nữa tôi sẽ thưa anh cái chuyện ngàn năm Thăng Long. Trước cổng làng Phú Đô huyện Từ Liêm, thời gian gần đây trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng, rác rưởi bừa bãi, những chồng gạch cao ngất xếp dọc hai bên đường, những xe rác đứng tràn ra lòng đường bốc mùi khó chịu. Cái hình ảnh đó thì rất là rõ ràng qua cái bức ảnh mà họ chụp ở đăng báo đây. Dĩ nhiên là chúng tôi chỉ coi ảnh thôi, chúng tôi không được cái hạnh phúc mà được ngửi mùi, không ạ? Ban An ninh Thủ đô. Ban An ninh Thủ đô. Tôi bảo đảm với anh là từ đây cho tới muôn đời sau không bao giờ có tờ báo vệ sinh thủ đô. Tại vì nó đâu có vệ sinh đâu. Nhưng mà rất hay đó, có cái lá cờ anh. Lá cờ đỏ sao vàng đó, ngay đỉnh cao trí tuệ ngay trên đống rác. Ta nhìn những cái ảnh chụp như vậy. Thưa quý vị, ngàn này, năm Thăng Long. Cái này nó còn tệ hơn cả cái hình ảnh mà ông Trần Dần đã nói là em bước đi không thấy phố thấy nhà, chỉ thấy mưa xa trên màu cờ đỏ. Đó. Cái này là cái này không có mưa xa mà có một cái mùi hôi thối bốc lên. Thưa quý vị, trở lại với công trình ngàn năm Thăng Long nha. Ở Việt Nam cái gì cũng hơn người ta cả. Ông Nguyễn Minh Triết cũng nói là bây giờ là Việt Nam mình là cái vị thế nó cao lắm. Mình ngẩng cao đầu lên mình nói chuyện với người ta được rồi. Tuần tới Hoàng Tuấn sẽ mời cái xem cái đó. Cho nên ở Việt Nam á bây giờ phải ngẩng cao đầu lên để dòm, là dòm cái gì? Dòm cái vết nứt cầu Thăng Long chưa từng xảy ra trên thế giới. Nhưng mà nguy hiểm, anh cứ bảo đồng bào ở trong nước là ngẩng cao đầu lên nhưng mà rất là nguy hiểm. Thì nhìn chứ không thôi là xi măng kia nó rớt xuống. Nhưng mà nguy hiểm lắm, tại vì đường đi ở dưới này lạng quàng lại chật té. Nè, vết nứt cầu Thăng Long chưa từng xảy ra trên thế giới có nghĩa là cái sự hư hại của cầu Thăng Long đó. Trên thế giới chưa có cái nước nào mà có sự hư hại kỳ lạ như vậy. Đó là các chuyên gia Anh và Singapore đều đánh giá các vết nứt tại cầu Thăng Long là bất thường. Chưa từng xảy ra tại các công trình trên thế giới. Chứ Việt Nam ta cái gì cũng hơn. Anh đọc hết cái bài báo này tôi cũng là sốt ruột, hơi bức xúc. Ông Nguyễn Năng Thể, Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, chiều ngày 2 tháng 4 trao đổi với VnExpress.net, Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2, đại diện chủ đầu tư thừa nhận, các vết nứt mà cầu Thăng Long được phát hiện đầu tháng 3 chỉ được trám vá tạm thời, chưa sửa chữa đồng bộ, các vết này đang bị xé rộng hơn. Theo ông Thể thì Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo việc sửa chữa mặt cầu phải kết thúc trước ngày 31 tháng 3. Song mấy hôm nay thời tiết không thuận lợi cho việc sửa chữa nên đơn vị thi công phải tạm ngưng. Ngoài ra do thoát nước trên mặt cầu không tốt nên càng gây động nước tại các vết nứt trên mặt cầu. Thưa quý vị, cái cầu là cầu Thăng Long, công trình ngàn năm nha. Và chúng tôi có hình ảnh đàng hoàng nha. Cái này mình chụp hình rồi đó nha, mình thấy cái vết nứt rất là lớn. Mà chưa có bao giờ có ở trên thế giới này hết. Chưa có bao giờ có trên thế giới nha. Rồi. Nó chỉ bố mình đấy anh ạ. Chứ còn cái gì nữa, anh với Singapore nó nói thế. Thì còn hơn là nó chỉ bố chứ còn gì nữa. Việc trám vá cầu Thăng Long phải thực hiện vào trời nắng cho nên có thể đến Chủ nhật mới bắt đầu sửa chữa mặt cầu. Bài báo này viết trong khoảng thời gian trước đây cả gần một tuần lễ. Tôi tin các vị trí được sửa chữa xong sẽ không tiếp tục nứt. Đó như vậy ai cũng hỏi được. Đại diện chủ đầu tư khẳng định như vậy. Tức là nói là khi đã nứt rồi, tôi tin là khi vá xong thì nó không nứt nữa. Chứ nếu mà anh nói là tôi tin là vá xong nó còn nứt nữa thì thôi. Ai mướn anh mà thì ai mướn anh nữa, thiệt là lêu lao. Diện tích mà cầu Thăng Long phải xử lý do vết nứt là 200 m2. Đơn vị thi công sẽ bóc tách. Cái này bóc tách chứ không phải bóc lột nha. Toàn bộ mặt cầu thảm lại bê tông nhựa SMA, tức là SMA, với nhiệt độ từ 120 đến 170 độ C. Thưa quý vị, cái cầu bây giờ phải gỡ ra, bóc cái mặt ra rồi làm lại. Mà cái cầu này đó là cái cầu ở Hà Nội, chuẩn bị cho công trình ngàn năm Thăng Long.
Ông Nguyễn Đăng Thế cũng cho biết là các chuyên gia chuyển giao công nghệ chống thấm từ Anh, xin lỗi quý vị, chống thấm từ Anh và bê tông nhựa từ Singapore đã đến kiểm tra hiện trường. Họ đều đánh giá cái vết nứt tại cầu Thăng Long là bất thường, chưa từng xảy ra ở các công trình trên thế giới. Các chuyên gia này đã lấy mẫu tại hiện trường để kiểm nghiệm, xong chưa đưa ra kết luận chính thức. các công trình khác ở trên thế giới đó chắc không có cái vụ móc ruột họ ngay. Nhưng mà thưa quý vị, cái điều đáng nói như thế này nè, 3 tháng sau khi thông xe, cây cầu huyết mạch nối trung tâm Hà Nội với sân bay Nội Bài đã xuất hiện hàng loạt vết nứt lồi lõm. Chỉ có 3 tháng thôi mà ngay giữa thủ đô. Ngay giữa thủ đô. Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông, đơn vị tư vấn giám sát giải thích do không lường trước yếu tố bất lợi của thời tiết nên một số mẻ bê tông nhựa không đạt chất lượng rồi gây nứt vỡ mặt cầu Thăng Long. Ngay sau đó những vết nứt đã được trám lại, xong chúng lại tiếp tục nứt và xuất hiện thêm nhiều vết mới. Nói chuyện rất là vô duyên. Có 3 tháng thôi. 3 tháng thôi mà bây giờ bảo là không lường trước được cái sự thời tiết nó thay đổi. Anh nên nhớ rằng là khi người ta làm bất cứ một cái món hàng nào, ví dụ như khi người ta phải lường trước là ở cái mức độ nóng bao nhiêu, lạnh bao nhiêu nó sẽ chịu đựng được, và lúc nào người ta cũng phải trừ hao cả. Mà cái thời tiết ở đất nước mình mà mình không biết được. Mà chuyên viên nếu mà nó vì lý do thay đổi thời tiết như vậy đó thì chuyên viên là Anh Quốc sang họ sẽ biết ngay, là tại vì cái sự khác biệt giữa mùa đông và mùa hè ở Anh Quốc còn cao hơn ở Việt Nam rất là nhiều, phải không anh? Rồi nhân cái sự khác biệt, tôi nói cái chuyện khác biệt như thế này. Ở ngoài Bắc á, có mấy ông mà cũng thuộc về kháng chiến cũ đó ngồi nói chuyện với nhau đấy. Bây giờ cứ dư luận nó cứ nói cái chuyện là bác Hồ có con. Mà tôi thì tôi phản đối, tôi cực lực phản đối. Cứ bảo là bác Hồ có con, tôi không thể nào có cái chuyện đó. Sao ông lại nói thế? Ai cũng bảo là bác Hồ có con cơ mà. Không, bác Hồ không có con, không có con nào cả. Bác Hồ tin là thằng thôi. Không tin thì hỏi ông Nông Đức Mạnh thì biết. Không có con, chỉ không có thằng con đâu. Chỉ có thằng thôi. Không tin thì hỏi ông Bí Thư biết ngay. Nhiều người mang thai giả đến bệnh viện khám. Rất là lạ, thưa quý vị, tin này cũng bảo đảm với quý vị là trên thế giới chưa có. Cái gì cũng mang thai mà mang thai giả. Mà nhiều người, chứ không phải là một người. Dạ vâng. Trước đó thì có bản tin như thế này. Nhiều phụ nữ hiếm muộn bị mang bầu giả. Cái bản tin trước đó và cái bản tin sau đó chi tiết hơn. Nhiều người mang thai giả đến bệnh viện khám trước thông tin nhiều phụ nữ tại thành phố Hồ Chí Minh mang thai nhưng không có thai nhi đang gây hoang mang dư luận. Ngay trong ngày 4 tháng Giêng, các bệnh viện phụ sản và bệnh viện có khoa sản tại thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận nhiều trường hợp đến xin mổ đẻ vì cho rằng thai đã đến tháng và quá tháng nhiều ngày nhưng thực tế lại là thai giả. Sao mà thai mà còn giả được, tôi không hiểu được cái trình độ của dân trí trong nước như vậy, thưa quý vị. Theo bác sĩ An Sinh, từ ngày 24 tháng 12 đến nay thì bệnh viện đã tiếp nhận các trường hợp phụ nữ mang thai khác lạ, là tuổi thai được sản phụ thông báo miệng là có từ 12 cho tới 18 tháng trước đây. Ngay trong ngày 24 tháng 12 thì khoa phụ sản bệnh viện đa khoa An Sinh ghi nhận 5-6 phụ nữ bụng to như sắp sinh đến yêu cầu khám và đề nghị được mổ bắt con. Tuy nhiên khi bác sĩ yêu cầu siêu âm để xem thai nhi nằm thuận đầu hay không thì những thai phụ này một mực khẳng định là có con nhưng mà không cho siêu âm và cho biết là siêu âm sẽ không thấy gì. Theo bác sĩ Huỳnh Thị Trong, trưởng khoa phụ sản bệnh viện đa khoa An Sinh thì qua thăm hỏi các sản phụ trên và được họ cho biết có bầu là do đi cầu nguyện. Qua nghiên cứu, bác sĩ Trong cho rằng y văn thế giới đã từng ghi nhận trường hợp mang thai giả tạo. Lý giải cho hiện tượng này là do quá mong muốn có con nên các chị cứ nghĩ mình có bầu, dẫn đến rối loạn kinh nguyệt, gây mất kinh hoặc ít kinh, cùng với đó là ăn uống không đúng dinh dưỡng, cứ tưởng ốm nghén nên có tình trạng mang bầu giả tạo. Cái tình trạng nhân trí nó đến cái mức này thì mình không biết nói là sao nữa. Nhưng mà cứ học tập theo gương mà không phải là một người hai người, thí dụ mình một nghĩ trường nó đặc biệt quá, còn đây cái trường hợp mà nhiều người mà không phải là trong một cái thời gian ngắn mà nhiều người trong một thời gian dài mà đến bệnh viện như vậy thì mình nhưng mà tại lo làm gì, như bác Hồ đâu có con đâu. Thì quý vị nhớ nha, ai mà bảo bác Hồ có con là quý vị phản đối kịch liệt để binh vực hết nên là hết lời cho bác Hồ không có con nha. Mà nếu một con đại còn thắc mắc mà nó cứ ngoan cố nó thắc mắc á thì chỉ chỗ cho nó hỏi, phải không? Cứ hỏi ông Tổng Bí Thư nào được vì chúng tôi xin chấm dứt chương trình Đọc Báo Vẹm ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.